là mà có chữ T qua bên này nha bà. Bây giờ sẽ em làm cái gì ra như thế nào? Qua bên này nè. Đây hả? Cho nó nhanh. Nó đi có xe tải kìa. Là sao? Trải nghiệm gì đây? Ta chưa không dừng lại mua vé. Wow. Dì bảo muốn tham gia VTC miễn phí không? Muốn. Vậy thì mua cái xe hơi đúng không? Không, không cần phải mua xe hơi, chỉ cần dán cái nhãn ghi tác vào. Không có xe hơi thì nó có miễn